nó là căng đứt chỉ luôn anh em ơi. Đôi loa BMB bát 12 loa toàn sải, giá 2 triệu đồng, loa xuất sát theo thời gian, không tránh khỏi anh em nhé. Và để giá rất rẻ so với những năm trước, những năm trước đôi loa này bán tầm 3 triệu anh em nhé. Củ to gần bằng mặt loa luôn, cấu tạo là bát 12 gân cao su dẻo, trùng đôi trùng cherry luôn. Đây thông số của loa đây, 8 ohm, chịu tải max 200W, chứ không phải là nó hoạt động 200W được đâu các bác nhá. Để hát karaoke, nghe nhạc hoặc là cà phê sân vườn, trường học, bệnh viện, hội trường. Toàn giải bát 12, bên trong phân tần đầy đủ, phân tần đầy đủ bên trong. Zin tuyệt đối, zin tuyệt đối, 2 triệu đồng, 2 triệu đồng. Giá tại cửa hàng các bác nhá. Nếu đôi chân thời gian chưa kịp phân tích, ước sao cho tôi.